Thì ra, đây là lý do nhiều người hay chửi thề mỗi khi đánh nhau. Hóa ra có cả một lý do cực kỳ khoa học đằng sau chuyện chửi thề khi có xô xát xảy ra. Chửi thề là một hành vi chắc chắn không được khuyến khích vì nó có thể khiến bạn trở nên xấu xí và bất lịch sự trong mắt người khác. Tuy nhiên, có một thực tế khó lòng chối bỏ, đó là mỗi khi có xô xát hay đánh nhau xảy ra, bạn sẽ thấy các nhân vật trong cuộc không chỉ đánh hăng mà còn chửi hăng. Họ sẵn sàng cho đối phương ăn đủ thứ trên đời này, mặc dù chẳng rõ những lời lẽ đó có công dụng gì không nữa. Nhưng bạn biết không, thì ra có một lý do cực kỳ khoa học đứng đằng sau chuyện này và nó mới được phát hiện trong nghiên cứu mới đây của Đại học Cali Anh, đó là chửi thề có thể giúp tăng sức mạnh trong thoáng chốc theo đúng nghĩa đen. Cụ thể, các chuyên gia đã thực hiện hai thí nghiệm. Thí nghiệm đầu tiên gồm 29 ứng viên, trong đó mỗi người tập một bài tập ngắn với cường độ mạnh liên quan đến xe đạp. Thí nghiệm thứ hai, 52 ứng viên kiểm tra lực nắm tối đa của bàn tay. Cả hai thí nghiệm đều được thực hiện trong hai giai đoạn, trước và sau khi chửi thề. Kết quả cho thấy, các ứng viên có thể tập trung và phát lực mạnh hơn hẳn sau khi văng vài câu chửi tục. Lý do của hiện tượng chưa được làm rõ, nhưng các chuyên gia đặt giả thuyết rằng việc văng tục có thể gây kích thích đến tim, tương tự như cách cơ thể phản ứng lúc gặp nguy hiểm. Nhờ vậy, sức mạnh được tăng lên trong thoáng chốc. Theo tiến sĩ Raja Stephens, người đứng đầu nghiên cứu đã từng có nghiên cứu cho thấy việc chửi tục giúp chúng ta chịu đau tốt hơn. Lý do có thể vì nó kích thích hệ thống thần kinh giao cảm, giống như quá trình tim đập mạnh hơn mỗi khi ta gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đo nhịp tim và xét nghiệm một số hiện tượng thần kinh sau khi chửi thề, chúng ta chưa thu được gì cả. Lý do thực sự cho hiện tượng oái âm này có lẽ cần đến những nghiên cứu sau này để trả lời, và chúng ta cũng một lần nữa cần ghi nhớ rằng chửi thề nói tục là không tốt. Tùy theo ngữ cảnh và tình huống, hãy cư xử một cách văn hóa nhé.